Vừa sinh con, sao nữ Vbiz trách chồng thay đổi, cự cãi vợ vì người con gái khác. Không chỉ lên tiếng nhắc chồng, sao nữ này còn công khai danh tính khiến nửa kia thay đổi. Vào ngày 20 tháng 4 vừa qua, ca sĩ Mia chính là sao nữ Vbiz tiếp theo trong làng giải trí thông báo tin vui tới đông đảo khán giả. Cô hạnh phúc cho biết bản thân đã sinh con gái đầu lòng từ ngày 15 tháng 4. Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ bất ngờ chia sẻ cảm xúc giận dỗi chồng khi thấy sự thay đổi từ phía nửa kia. Động thái này của người đẹp khiến không ít khán giả vô cùng bất ngờ. Cụ thể Mia thẳng thắn chia sẻ, tôi không ngờ vì một đứa con gái khác anh cự tôi. Chị Vương à, anh thay đổi rồi. Bên cạnh đó, ở dưới phần bình luận, nữ ca sĩ còn buồn rầu nói thêm, tôi không còn là số một nữa. Tuy nhiên, sau khi xem hình ảnh người con gái khiến nửa kia của Mia thay đổi, cư dân mạng lại được một fan cười ngả nghiêng. Ở dưới phần bình luận, đa số khán giả đều biết đây chỉ là màn trêu đùa của Mia, nhưng vẫn không ngừng để lại bình luận đầy hài hước dành cho cô nàng. Vậy xong đợt này kiếm đứa con trai khác cự lại với ổng chị ơi, em nên tìm một đứa con trai khác ngay và luôn đi, tức không làm được gì hả chị? Trước đó vào thời điểm công khai có con đầu lòng, Mia đã vô cùng nghẹn ngào khi nhắn nhủ đến ái nữ, chào con. Em bé Michi của mẹ, em bé ra đời trong tình yêu thương của ba mẹ, ông bà và các cô chú. Mong con sẽ là một em bé vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Mẹ yêu con, cả nhà yêu con. Ngày 15 tháng 4 năm 2023, hôm nay Michi được 5 ngày tuổi rồi nha.